Đấy, vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý vị khán giả nhé. Hôm nay lâu lắm rồi mới sang bên Chí Linh Hải Dương chơi. Thì đợt này cũng rất là ngạc nhiên các bác nhé, trước cái sự thay đổi của vườn của anh Vân Giang Lốp ở bên Hải Dương. Trước thì anh cũng chơi rất nhiều cái dòng dòng hoa quả và dòng cây miền nhiều ấy, nhưng đợt này phải nói là rất ngạc nhiên với cái sự thay đổi ngoạn mục của ông anh. Thế bây giờ Imosai sẽ chia sẻ một số cái cốt mà mình cảm nhận là đối với mình nó rất là đẹp đấy, và cái tư duy mới của anh ấy. Đây các bạn nha. Đây, trước mặt quý vị các bạn đang là một cái cốt xanh. Đây. Đợt trước thì các bác không chơi dòng này, bây giờ mình phải xuống mình thấy giật mình là ông anh lại tư duy một phát là quay ngoắt 360 độ luôn này. Đấy, chơi đồ này thì phải nói là anh em cứ chơi cái đồ này luôn luôn bền vững rồi. Đây là một cái cốt là 5 thân các anh nhé. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, cái phần thân chủ đây. Đấy, những cái tay hoành. Cây này nó có cái phần tay hoành nhìn trông rất phiêu các anh nhé. Đấy, đường tay hoành nó chạy này. Đấy, đang lên cái phần bông 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 trên cùng lóc của cái tay hoành rồi. Ta lại khéo ba cái vào rất nhiều quá nhé. Đấy. Đây mình quay về cái kích thước chính của nó thì các bác nhìn nó sẽ rõ hơn. Vừa nãy em thu lại với cái khẩu hình 0,5. Rất chất lượng. Bên trong kia còn rất nhiều nhé. Đấy, quý vị các bạn hãy dần dần chiêm ngưỡng và thưởng thức. Đây cũng là một cái tác phẩm xanh ba thân này. Nói chung là lối làm đây thì anh em làm cũng cắt giật rất là kỹ các bạn nhé. Đồ nhiều, trong kia còn rất nhiều những cái cốt mà molifê đấy. Còn tất nhiên là đồ đẹp thì rất nhiều, quan trọng là anh em cứ ngắm thôi. Wow. Cây này có cái phần bên này nó nhìn trông nhũn quá anh em ạ. Phải nói là không phải là mình không phải khen đâu, thế nhưng mà để mà thay đổi tư duy mà 185 độ mà mua vào đồ này chơi được như này cũng không phải đơn giản đâu. Đây còn một số cái cốt bên trong này rất nhiều cái đồ đẹp nhé. Đấy. Ông anh tư duy thay đổi một phát đồ này chơi thì phải nói là cũng ngắm cũng phê. Đây. Toàn là một số cái cốt gừng tỏi thôi. Anh em yêu yêu quý thì anh em có thể đến trực tiếp vườn anh em giao lưu với bác ấy nhé. Đây. Đồ đúng gu gái, kiểu như gặp đúng tần số gái là nó cảm xúc ngay. Mình chưa nói đến cái giá tiền đây nhá. Đây, nhưng quan trọng cái đồ người anh em ngắm. Đây. Đây. Đây là cây một cái cây đồ chơi các bác nhé. Mút một. Nói chung những cái này đào tạo rồi sau mà cô vào những cái bể chơi thì phải nói hết lực chấm rồi. Đấy, ngay sau bên này thì chia sẻ với quý các bạn là một cái cốt phải nói là một cái cốt trực lúi. Đấy. Hàng gọi là hàng này thì mình cũng không nói nhiều, chỉ chia sẻ với anh em thôi. Nói chung là nó rất là chất đấy, còn quan trọng cái giá trị bao nhiêu thì anh em cứ phải đến tận nơi anh em ngắm. Quá phê luôn. Dồi. Thật ra đây nó là cái form mà phải nói là rất nhiều anh em thích, nói chung và nói riêng là Emosai cũng rất thích cái cốt này, rất thích cái form như này. Mặt này còn gấu hơn này các bạn này. Có những cái đồ đẹp này thì chia sẻ với quý vị các bạn cùng ngắm. Đấy, còn tất nhiên là có những bác vẫn chơi đồ cổ và những lối khác nữa. Chưa cây nhiều lắm. Cây này nó có một cái cây tay này, con tử mình gọi là cái tay đi. Nếu mà không làm trực lúi thì đây mình gọi là cái tay.
Đó là cái tay treo này, nhũn các bác nhé, nhũn một đồ phê. Con này thì nó có cái này nó hoàn thiện rồi, bông rằm mịn tít rồi. Đấy, phải nói là cái cốt này phần đây là, ô anh Giang ơi, cây này là mặt này chơi mặt này hay mặt kia? Mặt này gấu thế nhỉ, cái mặt cây mặt sau này mặt sâu cũng gấu cây này các bạn. Đấy, căn bản đợt này bác ấy mua, bác ấy không đăng nên mình cũng không biết, nên hôm nay vào thấy giật mình các bạn. Không biết là anh em tư duy thay đổi lối chơi nhìn sướng anh em ạ. Đây, đây cũng là một cái tác phẩm xanh hai thân này, cực giả các bạn nhé. Cây này thì cái phần bông răm tay tán này là đây các bạn nhé, để quay gần, đang vào bông rồi. Form dòng đương đại, nói chung là những cái tay cút này anh em này, những tay cút này anh em làm mà cắt giật như này, cắt một đoạn một như này, nói chung là làm lâu một tí nhưng sau nó bền cây đấy, và cây nó sẽ có cái giá trị cao các bác nhé. Chưa lắng em vẫn cập nhật có những cái tác phẩm, những cái phôi đẹp để cho anh em ngắm. Đây là một cái cốt xanh quê các bác nhé, quê đấy. Anh em nhìn cái quê nó có chất lượng không? Cây già lu mà nói chung là quê nuôi thì rất là nâu, nhưng mà anh em giật được cái cút này, tay một tay hai, tay chốt nó có hết rồi. Úi giời, cụ này lại cả được hai mặt các bác nhé. Phóng gần tí đây, cụ này lại được hai mặt đều lu như nhau này. Đây, cả bên này, này. Ok chưa? Tuyệt vời quá anh em ạ. Đây em sai chỉ quay một số cái cốt mà vừa rồi anh mới thay đổi vào cũng khá nhiều, cũng khá nhiều tiền các bác nhá. Còn so với anh em bình thường như mình rất là nhiều tiền rồi. Còn tất nhiên là đối với các bác nữa thì nó cũng không là gì cả đúng không? Đấy, đây là một cái cốt xanh ba vai. Cái cốt xanh này thì trước mình cũng biết nguồn gốc xuất xứ ở đâu mua về, nhưng mà quan trọng cái giá nó cũng tương đối hợp lý và cái form mình cũng rất là thích. Đấy. Tê như điện anh em ạ. Đây là cái phần bông tay nhé. Đấy, phần bông tay mặt sau này. Đấy. Phòng cây chất nó bắt đầu cũng chảy, cũng nhũn nhũn hết rồi. Cây này nó tổng form của nó nhìn rất là cân đối các bác nhé. Đây vừa rồi anh ấy chia sẻ cái tác phẩm xanh cổ này cũng hạ xuống này. Đấy, sau đó là vừa rồi về là anh em rẽ bông ra các bác nhé, phải rẽ bông. Đấy, đợt này cái cây này anh cũng vừa chia sẻ đang chuẩn bị là chế và quấn một số cái mầm thở xuống dưới phần này để cho cây nó có cái độ gần, độ lu. Đây bên trong này còn mấy cái cốt phải nói là rất gấu các bác nhé. Đây, gấu so với mình, còn rất nhiều bác có đồ đẹp thì mình không chia sẻ, không nói. Đây, đây điển hình nó là một cái cốt xanh trực lúi các bác nhé. Cốt này chất thực sự luôn các bạn nhé, đổ phê. Cây này thì cái phần cốt tay dàn tay chính của nó bên kia nó cũng ra hòm hòm rồi. Đấy, và cái phần thân bẹ cây này thì nó quá là ok, bẹ rất là đều.
đồ có nhũn nhĩ như củ gừng, củ tỏi này hết này. Cũng mong là có điều kiện để vào một số cốt đẹp như này quý vị các bạn ạ. Nhưng mà điều kiện của anh em mình có hạn. Mua một cốt thì hết bố tiền rồi. Đây là cái mặt sau nhá. Những cái tay cũ này, đây là những cái tay cũ, đây gần như nó trước là những cái thủ tán tầng. Bên này thì có một cái cốt xanh dáng huyền này các bác này. Cốt này một cái cốt huyền hình mình cũng nhớ ra rồi, đây là cốt này cũng là ông anh lấy của anh Kiên. Cốt này trước mình nhớ là anh ấy va mình đẩy đoạn này ra này. Con này đường chạy nói các bác là nó cực kỳ khó chịu luôn. Đấy. Đấy, thật ra là tầm này là cũng chưa rất là lắng rồi. Yamasai cố gắng chia sẻ một trong những cái mà cái đồ mà anh em yêu thích. Đây cũng là một cốt này. Cốt này đẹp lắm các bác nhé. Thế nhưng mà đang để ngang bàn này quay hơi khó thì mình sẽ quay gọi là quay qua thôi. Đây còn bên này là một cốt trực hoành này các bác này, một cốt trực hoành. Phóng gần đây anh em ngắm cho xem cái tay hoành này của cái tác phẩm này. Đâu là cái tay hoành này. Mình thích là cái tác phẩm nó có tay hoành chạy rất khó chịu. Đường thân thì nó chun chin hết rồi. Một cái này thành một cái cây trực hoành cũng đồ chơi đẹp đấy các bạn. Phôi nó như này rồi mà. Anh em cắt giật gọi là tí một. Đây, cái mặt này thì các bác có thể nhìn nó rõ hơn này. Đây, mặt này anh em nhìn rõ cái phần tổng thể bông bóng. Cốt cách của cái tác phẩm này. Đang làm. Đây, tay hoành, xem tay hoành này. Chút chỉ này. Đây cái cốt bên trong này. Để hơi khó nhìn. Đây thời tiết cũng khá lắng rồi thì Yamasai cũng đã chia sẻ một số cái lối tư duy thay đổi của vườn của anh Vân Giang Lốp. Để các bác xem thì nhớ like đăng ký kênh, share để ủng hộ. Mình sẽ chia sẻ nhiều cái video hay hơn nữa nhá. Đấy là một số cái cốt xanh, một số tác phẩm vẫn còn nữa. Thế nhưng mà mình sẽ quay một số cái cốt dòng tầm lùn lùn được. Đấy các bạn, từ kia đây 1, 2, 3, 4, 5 này. Đấy, 6, 7, 8, 9, 10. Mấy ngoài kia nó nói chung mua phát mười mấy cốt như này cũng không phải đơn giản nữa các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ lấy cái ảnh này làm ảnh đại diện của cái video này. Đấy, cảm ơn các bác nhé. Em sẽ kết thúc video tại đây.